Chúng xin chào quý cô bác anh chị nhé, và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại Trung đang ở trên Bạch Khâu Mèng với lại anh Lò Báo và anh Pay Hâu. Buổi trưa ngày hôm nay Trung lên trên nhà của chị Máy trao quà của cô Mai ở dưới Hà Nội, gửi cho gia đình nhà chị Máy là một hộp mì với lại bánh kẹo cho cháu Chúa. Hôm nay ngày Chủ Nhật, cháu Chúa được nghỉ ở nhà. Trung cũng mua thức ăn lên. Hôm nay buổi trưa ăn bữa cơm trưa tại nhà chị Máy á. Anh Pay Hâu háo hức đi gặp Pony à. Hôm nay trời nắng quá anh Táo nhờ. Cá mấy hôm nay như nào rồi anh Táo? À, vẫn bình thường thì cho ăn cỏ đều vào anh ạ. Anh Pay Hâu, anh Pay Hâu, ô ấy con nhỉ, ô ấy nên giờ buổi trưa như này thì chị Máy mới ở nhà, còn bình thường chị Máy toàn đi lên nương thôi. Anh Pay Hâu biết tin lên trên nhà chị Máy háo hức lên đây luôn. Ô chú chào cháu nha. Em chào chị Máy nha. Đấy, chị Máy đang làm gì đấy chị Máy? Nhát cháy chứ à? Đang nấu cơm à? Ôi giời. Thế cái nồi gì đây? Rau thế à? Nồi rau à? À, ấy, chị Máy lâu lâu nói được một hai câu nhờ. Đấy. Thế đây là con của ai đấy? Mình nhủ ai đây? Con của anh trai, con gái. Hả? Con gái của anh cậu. À, con gái của chú vừa rồi ngồi đây đúng không? Ừ. Đấy, con gái sáng chơi. Đấy. Đấy, thịt treo này. Chị Máy đang làm gì đây? Chị Máy, nhà rau à? À, nhà rau ngót. Đấy. Thế sáng nay có đi lên nương không? Chị Máy không đi, không đi à? À, sáng nay nghỉ ở nhà nha. Bây giờ thì nương cũng trà ngủ xong hết rồi đúng không? Ê, chúa sáng mai đi học à? Thế mỗi lần đi học là ai đưa chúa đi học? Anh cạo anh cạo ở trên này đưa chúa đi học à? Thế chị Máy có biết đi xe không? Không. Chị Báo à, có biết đi xe à? À, thế mỗi lần đi lại toàn phải đi bộ thôi. Rau ngót này là chị Máy lấy ở tận đâu về đây, hay là rau ngót của nhà đây? Chị Máy. Toàn này lau đây lau xe. Mẹ bà là đi sang ở chị kia lấy về. À, đi sang nhà chị ở phía bên kia, đấy, nhà bên cạnh lấy về. Đấy, chúa bây giờ đi học. Biết tiếng nhiều rồi nhờ chúa nhờ. Đấy, trước lên đây thì cũng không biết nói tiếng phổ thông này. Đấy, toàn chip bao hay rồi. Bây giờ đi học là biết rồi. Chúa năm nay lên lớp mấy rồi chúa? Lớp 3. Lên lớp 3 rồi á? Ờ, nhanh nhờ. Đấy, mới ngày nào thôi thì, cháu chúa đã học lớp 3 rồi. Đấy, học lớp 3 ở gần nhà Trung ấy. Đấy, đi học cả một tuần. Đấy, bán chú đến cuối tuần về nhà ngày hôm thứ bảy với lại ngày hôm Chủ Nhật thì sáng mai tiếp tục đi học thôi. Chị Máy ơi, nhà có cái nồi nào to không? Lấy cái nồi luộc thịt đấy, em mua thịt lên. Không có. Không có á? Không có cái nồi nào à? Thế cái nồi này đựng cái gì đây chị Máy? Cái nồi này này chị mua à? Chị mua là có cua rồi này. À đây, luộc vào cái nồi đấy luôn. Đấy. Hả? Lâu đều lắm. Ồ.
Lấy cái nồi đây. Đấy, đi cho nước vào. Đấy, rửa sạch đi cho nước vào luộc thịt nhá. Đấy. Tập cho anh Bay Hầu làm. Đấy, anh Bay Hầu đang chỉ cái nồi bên kia, mà nồi bên kia nồi canh rồi. À. Đấy. Luộc bằng chảo. Ồ. Nồi gì đây? Chị Mấy ơi, hả? Cái nồi này là chị chưa cho cái gì vào đâu à? Làm rau. Làm rau thế thì chị luộc thịt luôn chị. Rửa thịt đi, xong luộc thịt luôn. Đây thịt đây, thịt đây, thịt đây. Thịt đây. Đấy. Trời ơi, chúng cứ tưởng à. Chị luộc thịt rồi. Thịt treo này á? Ồ. Luộc tiếp cái chỗ thịt này nữa. Ừ? Lấy dao cắt ra. Đấy, luộc một ít ít thịt này. Đấy, anh Phải Hầu đang tìm chảo. Đấy, ở nhà thì ít làm lắm mà lên đây chăm chỉ ghê. Cả mắt lên trên nhà chị Máy rất chăm chỉ, biết tin lên bản không mèng nghĩa là chăm ngay. Món là canh rau do anh Pay Hầu này tự nấu. Ôi chín rồi chị Máy ơi. Ôi chín rồi. Đấy. Giờ là luộc thịt. Đấy. Chả đấy cứ để ở đấy chị Máy ạ. Nếu mà nhiều thức ăn quá thôi nhở, không làm thịt treo nữa nhờ chị Máy nhở. Đấy thì nhớ đợi thịt này chín xong là thái thịt này thôi. Đấy, thịt treo để tối nay gia đình chị Máy ăn sau. Chú à? Dạ. Kẹo à? Đấy, nó tha à? Cháu xin chú. Đấy, nó tha. Đấy. Đấy. Quà của cô Mai ở dưới Hà Nội. Gửi cho gia đình nhà cháu nhá. Đấy. Cháu cảm ơn cô Mai. Cháu cảm ơn cô Mai. Đấy. Cháu chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Nhá. Đây, bóc nó tha cho mình nhùa. Sáng này đi làm gì anh Táo? Sáng này đi ngô ở nhà. Sáng này anh đi vun ngô à? Ở bên bản Lũng Buông ngô mọc nhanh nhờ. Chả mấy đã được vun ngô rồi. Ở dưới chỗ nhà em có nhà mới đang trà ngô thôi.
Đấy, trên bàn khấu mèng này cũng nhà chị máy vừa mới tra xong này. Chị máy ạ, cái thịt treo này này, treo lâu này được rồi chị ạ. Lấy cái túi, lấy cái lá rong, lấy gì về cuộn lại. Đấy. Nóng không? Hóp bê à? Hóp bê à? Ồ. Ồ. Ồ, anh Báo. Mặt đi sao anh Báo? Lúc đấy là đưa hầu về đến cho khu cây 14 rồi, con ong nó bay vào, xong rồi còn đi nhanh nữa, anh lấy tay tóm một phát rút ra là nó đã tiêm rồi. Ờ, là bị ong tiêm. Đưa hầu. Đi nhanh ấy, đây còn đi nhanh ấy, không phải còn đi từ từ ấy, không thì ngã. Đấy, tới anh Peo chị em mới nhìn thấy. Trời ơi. Mô. Đấy, chưa. Anh Peo này cứ lên xe máy ấy là tìm mũ bảo hiểm với khẩu trang luôn rồi. Đấy. Ở nhà của chị máy thì cái mái tấm lợp thấp nên là vào buổi trưa này trời nắng thì rất là nóng. Cái cột ở chỗ anh Báo dựa đấy là cột đấy là hỏng hết rồi đấy, mục hết rồi. Này, cái chỗ này mọt hết này anh Báo này. Nhờ. Vâng, cái này thì rỡ ra không còn gì nữa. Nó cứ cứng là được. Đấy. Nó tọc 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 này. Ở trên này vẫn để đồ à? Ai chị máy? Trên này để quần áo à? Ờ. Để quần áo, còn ở phía bên này thì để ngô. Đấy, ngủ với lại tải thóc và tải gì đây này. Đấy. Trên đây là để chậu với lại mâm cơm. Cái củ rong riêng hôm nay hết rồi hả chị? Hả? Củ rong kia. Ừ, cái củ rong kia có rất là nhiều cô bác bình luận trên kênh lấy cái củ rong đấy về nấu ăn ngon lắm, anh Táo ạ. Cái này có cháu nào hay cho có cháu của chú? Có cháu tòa này lau dưới miền lấp cho tao à. Bảo là ở bên cái củ rong kia đây ở bên đây, chị gái thì đầy. À bên chị gái à? Ừ, hôm nào có thời gian nữa nhỉ? Vâng. Bây giờ cũng muộn rồi. Đấy, 12 giờ rưỡi rồi. Bởi vì là từ nhà của Trung lên đây ấy, từ nhà của anh Táo lên đây thì rất là xa. Đấy, đi cũng phải tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ ấy. Đấy, còn đi xe nhanh ấy. Đấy. Anh Bài Hầu nghe tin lên đây cháu quà là háo hức lên cùng luôn. Ý... Mong lắm ấy. Mong lắm ấy. Mong là... Anh Báo hỏi xem là ngày hôm qua với ngày hôm nay có đi bày không? Sáng nay này. Nà này bộ mua nà. Nà món này bộ mua nà. Mua mua rồi này. Mua mua rồi kia là mua rồi mà. Bộ mua nà. Nà nó bỏ mua. Nó bỏ mai mới đi. Ngày mai mới đi à? Hôm qua đi xe về không dính. Cách tổng khoảng 2 ngày đi xe máy một lần. Ờ, nó mới rồi. Mùa 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 tù à. Mùa kia đủ đói đi. Ý nó bảo là đi là bị sóng. Ủa nó mang được cái móng to này. Ủa, móng to bằng đấy, to ấy nhờ. Ồ. Anh Peo. Ồ, Pony à. Pony à, đi cùng bấy à. Ồ, đấy, cắm chì chưa? Đấy, về nấu nướng luôn. Sắp chín chưa? Đủ lắm đi, mà giảm được nhiều lắm. Nhiều lắm, mà già nhiều lắm. Làm
Đấy, xôi đấy chị máy ạ. Đấy. Chút nữa là chín rồi. Đấy. Anh bay hầu. Con gì à? Đâu đấy. Đấy, hôm nay khẳng định mình ghê quá nhờ. Đấy. Khẳng định nó nghĩ là sắp được vợ nó chịu khó lắm. Ừ, quá chịu khó đấy. Luôn. Mẹ mẹ chơi đi, chả chị tao xếp thả à. Mẹ mẹ đó. Bỏ lại rồi. Đấy, để đây sẵn thì nữa nhấc xuống đỡ nóng. Nãy anh lò báo bị ống đốt thì còn khuyên anh lò báo là phải đeo khẩu trang. Anh giảm lắm từ đây mà. Khói ơi, khói ơi, khói ơi. Ồ, khói ơi. Ra tôi lập đường. Ồ. Lắm. Anh Pèo nói như này là anh Báo biết nghe hết nhỉ? Biết. Ừ. Nhà lắm. Báo à? Đúng không? Sướng hết ô. Anh Pèo. Lắm đấy, Minh Nhủ à? Đấy là con của chị ấy. Đấy. Còn đứa cháu bé kia là con của chú vừa rồi ngồi đây. Vâng. Đấy. Con của anh vợ. Anh, đấy. Gọi là anh cậu. Cậu nhờ. Ừ. Ừ. Chỉ có chị máy này với lại chú đấy thôi. Vâng. Đấy, hai chị em chị máy này thì cũng mồ côi từ bé. Vâng. Bố mẹ cũng mất sớm vừa rồi thấy chú đến nói như vậy. Vâng. Đấy. Thì chị máy này đi lấy chồng ở bên Xín Trải thì chồng cũng bỏ đi sang bên Trung Quốc. Vâng. Giờ chị máy với cháu chú quay về quê ngoại thì cũng không có nhà để ở. Ở nhờ đất với lại nhờ nhà của anh Phong, nhà ở phía bên dưới này. Đấy, còn nhà của cậu là ở phía bên trên. Đúng đó, đồ vào lòng mê lòng mở lắm, đồ vào lòng mở lắm. Nếu mà chị máy này ví dụ như đồng ý lấy anh Bay Hầu thì như anh Bay Hầu có nhà ở luôn nhờ. Đấy, nhà đẹp hái nhà luôn. Đấy. Cái đấy là khẳng định anh Bay Hầu nhá, cố gắng lên. Ồ, cố lên. Ồ. Đấy. Anh báo hỏi chị máy xem là như nào. Vâng. Hôm nay từ mùa ngày tôi đi có tên này cho nhớ là nè nhớ lấy có của nhìn luôn này à. Ừ. Đấy, anh bay hầu. Đấy. Chị đấy vẫn ừ thôi. Vẫn ừ à? Vẫn ừ là vẫn bảo cứ từ từ. Vẫn ừ cứ từ từ à? À, ừ chưa hay là vẫn cứ từ từ. Ừ à? Ờ, ừ. Đấy. Đấy chị máy nhá. Hôm nào rảnh với em đi sang bên nhà anh Pèo chơi. Đi không? Hả? Không đi sang bên đấy à? Phải đi xem mới biết nhà chứ. Đi nhờ. Đi chơi thôi. Không có thời gian đi á? Bận đến thế cơ à? À không, bảo hôm nào. Hôm nào đi sau thôi. Đi chỗ nhà trường của cháu chúa đang học này. Đấy, anh Pèo đang chí gì kìa. Điện thoại ấy. Điện thoại làm gì kìa anh Pèo. Nó bảo là của chị ấy. Chị máy có điện thoại đấy. Anh Pèo cũng có điện thoại mà.
tí lấy xô với nhau đi nha. Đấy, kết rồi. Đấy, xem tivi ngay, thấy chưa? Đấy, ai chưa? Ôi, không xem nữa, chị đang sạc điện thoại. Ừ. Bảy hầu. Anh Bảy Hầu nói thế chị mấy biết nghe không? Không biết nghe à? À, thế vẫn phải qua anh Pao mới biết à? Ờ. Cất đi, anh Bảy Hầu ạ. Yeah. Sao cả thịt treo à chị? Ừ. Ủa, nhiều thức ăn thế. Ừ, nóng lắm. Làm nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều em. Ừ. Nó ra lượng nó lại được không? Thịt chín chưa? Thịt chín chưa? Yeah. Chín chưa? Ừ. Ừ. Đấy, lấy, bảo với lại chị máy là mấy hôm nữa có thời gian đi sang bên nhà của anh Bảy Hầu chơi thăm nhà. Chị máy nói là bận quá, không có thời gian. Chín rồi chị máy nhờ. Đấy, thôi, làm cái nửa này thôi chị máy ạ. Còn nửa này thì để đi. Đấy, để tối hai mẹ con ăn nhá. Chứ không phải lần lắm rồi mẹ. Ờ, mẹ cho thầy cho. Chứ không phải lần cái khô có mà có cái gì có thấy mày qua em mày đeo diệt em cho thôi ta mà thấy mày đồ cho mày ta xuống hôm nào với em đi thăm nhà nhà chị máy nhỉ? Nhá. Ừ, sắp xếp thời gian đi nhá. Ừ, đấy, lấy cỏ trâu cỏ bò đủ thì đi. À, chị máy bây giờ là nuôi trâu nuôi bò đấy hả? Nuôi sai nhung hay là sai tử? Chăn bò này. Chăn bò sai nhung à? Sai tử là chăn trâu. Sai nhung là bò đúng không? Đấy, nóng quá anh Bảy Hầu không thái thịt nổi à? Sang bên đấy giúp cháu chúa này, xào thịt này. Nay không nấu mẻ mẻ nào hả chị? Không nấu à? Mẹ nấu cơm, không nấu mẻ mẻ. Đấy, anh Bảy Hầu này hoặc hái quần luôn. Đấy. Ngày là đấy vành xe đạp đấy. Bánh xe đạp này trước là xe của nhà chị máy à? Hay là xe của ai đấy? Cái bánh xe đạp này này. Con trai của chị gái chở cái đấy luôn đấy. À. Anh Bảy Hầu ơi, đang chỉ vào vành xe đạp này. Đúng rồi, mẹ lâm được không? Hồng ơi! Hồng ơi!
Đấy, cháu chú ấy chả mấy lớn như mẹ ấy nhỉ. Cháu chú ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị mấy? 14 tuổi á? Ui, ấy còn có 4 tuổi nữa thôi. Đấy, lại đi lấy chồng rồi. Nhanh chưa? 14 tuổi mà năm nay đang học lớp 4 á, lớp 3 á. Đi học muộn à, chị mấy? Hả? Đi học muộn. Chú vào đây ăn cơm, chú ơi. Vào đây ngồi ăn cơm luôn đi. Đấy. Anh Báo. Vâng. Vào ngồi đây. Anh Báo còn ăn được cơm không ấy? Ăn được. Chứ không ăn được. Không bị đã bị bây giờ chịu. Hôm nay mặc bộ đồ đẹp quá. Anh phải học cười mới biết anh Báo bị ống đốt. Trong nhiều. Báo à? Ừ. Ơi. Anh Báo ngồi đây, anh Báo ơi. Nó mó à? Nó mó à? Chị Máy ngồi, chị Máy. Anh Báo ngồi đây, anh Báo. Ngồi vào đi. Mẹ à, nó. Mẹ à. Nãy lấy ôi chúng không nhịn được cười này. Nó lấy cái gì vào bôi vào chưa? Lúc nãy lấy cái nước đá bôi vào mới đỡ. Mới đỡ đau một tí. Nước đây có nước đá không chịu được đâu. Ừ, nãy thấy anh Báo chạy lên nhà của chú này chắc là lấy gì bôi vào rồi. Lấy nước đá cho vào, ngậm vào, đau lắm. Ông đốt. Hôm nào phải lên học hỏi kinh nghiệm em xính một chân nhỉ. Thôi muộn rồi. À, anh phải học ăn cơm đi. Đấy, cháu mời chú ăn cơm nhá. Mời chị Máy ăn cơm nhá. Mời anh Báo ăn cơm. Đấy. Chú cũng mời cả nhà mình ăn bữa cơm trưa cùng với lại gia đình nhà chị Máy cùng với lại anh Báo và mọi người. Một lần nữa thì chúng xin cảm ơn cô Mai ở dưới Hà Nội rất là nhiều. Cô gửi cho gia đình chị Máy bánh kẹo cho cháu chúa này. Với lại gửi mì cho gia đình chị Máy. Đấy, anh Pé Hầu này. Đấy, đảm đang chưa? Đấy, hôm nay tự nấu nướng hết nhá. Đấy, gặp thức ăn cho từng người. Đấy, chị Máy thấy thế nào? Đấy, chuẩn đấy nhá. Chị Máy chắc là ít sang bên bản Lũng Buông nhỉ? Chị không biết đi xe này, nãy thấy chị nói là phiên chợ thứ chị cũng không đi mấy đâu. Đi bộ xa quá. Không biết đi xe máy đây. Thôi mọi người ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Anh phải hầu gắp đầy hết cả bát rồi. Nó mó à? Nó mó à? Nó mó xong rồi chị Máy đi cắt cỏ rồi. Đằng sau nhà chị Máy đầy củi. Chị Máy chăm chỉ như chị Ly. Minh Nhuồn nó mó à? Minh Nhuồn à? Thịt treo này. Ngon quá. Chị Máy nhá, tìm cái tờ giấy báo nhá, chị Máy nhá. Hay là tìm cái lá dòng khô ấy, chị gói vào cất đi nhá. Không mà chị cứ treo như này mai khô hết không nên ăn đâu, chị Máy ạ. Xong với lại càng treo như này là để lâu vậy là nó thịt nó cũng hỏng ấy, anh Cáo. Nó hỏng thì chẳng biết như nào nhưng mà nó khô hết đây. Khô hết nó có cái khói gì đi vào nó không ngon mấy nữa. Đấy. Phải mình gói vào. Đấy, cái lá dòng gói vào lúc nào nó thơm.
để lâu kiểu gì nó cũng khô hết, nó nóng hỏng đúng không? Đã cho khỏi hết. Nó lúc làm rất là khó. Ừ, đúng rồi. Giống ngon. Ăn cơm em ăn cơm mà. Chúng à, ăn cơm cùng với lại mọi người. Chúng với lại anh Báo cũng vừa mới ăn cơm xong. Đấy, anh Báo tình cảm chưa? Chị no à? Nó mo à? Nó no nhá, nó no nhá. Nó no à? Đấy, này lên nhà chị Máy giúp mình nấu nướng thức ăn nè. Gặp thức ăn cho từng người. Ôi chị Mấy ăn cơm nhá. Chú ăn cơm nha chú nhá. Anh Bé Họ ăn cơm nhá. Nó mó á. Nó mó nó no à. Đấy, cháu ăn cơm no nhá. Ôi con chó này là chó của nhà chị Mấy hay là chó của ai đấy chị Mấy? À, chó nhà của chú à? Ừ. Đấy. Trên này à, trên cao này lúc nào cũng có gió này. Mát nhà anh Táo nhờ. Đấy, quả cà này, vừa rồi với lại anh Bé Hồng lên đây, với anh Táo lên đây lần đầu con bé hôm nay. To đùng rồi này, đấy. Cái nhà bên cạnh nuôi lợn đẹp lắm, anh Táo ạ. Chuồng lợn bên kia. Nuôi được rất là nhiều lợn luôn. Đây, rào đây. Ranh giới ở đây này. Đấy, chị Mấy bổ củi này. Củi này củi nghiến chứ, anh Táo nhờ. Đúng không? Cái đống củi này cơ mà. Phải củi nghiến không? Củi nghiến là như củi anh Bé Hầu đi lấy ấy. Phải đấy nhờ. Ừ. Đấy, anh Báo cười anh Báo. Em cứ nhìn thấy anh Báo là cũng một cười. Sừng hết mặt rồi. Nó đậu vào thì hất nó ra thì được, đậu vào để bom nó thành ra nó đốt chó. Nhìn là chuồng lợn rất bình thường mà nuôi lợn rất là tốt. Lợn bản đây, lợn đen này. Ở trên này nuôi lợn đơn giản lắm anh Táo ạ. Anh nhìn chuồng xem. Đấy. Không có mái che gì luôn. Như trước chuồng lợn nhà chị Máy cũng thế này. Không có mái che cũng nuôi như này. Đấy, đợt đấy em lên thì mua cái tấm lợp cho này. Đấy. Đây nó cũng tốt đấy. Đấy. Hai con lợn này to như lợn của nhà anh ấy nhỉ. Ừ. Ừ. Đấy, cho buổi sáng chợ biết cầm nhưng mà nó tốt. Đấy. Đấy, ba con lợn này to chưa? To đùng luôn này. Đấy, ba con lợn anh Táo đang xem này. Đấy. Anh Báo phải học hỏi kinh nghiệm ấy. Hôm vừa rồi nhà của em Sùng kết cũng lên đây mua giống lợn ở đây mà. Ừ. Mưa gió không cần biết. Đấy, nuôi như vậy thôi, rất đơn giản. Còn lợn của nhà chị Máy ở phía ngăn bên này. Lợn nhà chị Máy cũng khá to. Con này cũng được tầm khoảng 4-50 cân. Ăn no chưa anh Bé Hầu? No chưa? Ồ, no chưa à? Ồ. Đây. Ồ. Lợn nhà pony ồ. Ồ. Lấy nó mà làm giống làm kiểu mà làm cái này kiểu làm cũng là làm. Ấy, cùi đây, cùi đây, ấy, cùi đây.
Ấy. Anh Táo hỏi anh Pé Hầu dạo này không đi lấy củi thì bán nhỉ? Nó có tao à? Con này ngon ngon này, tao này. Tao này. Biết củi nghiến đấy. Cứng ấy. Nó bảo cứng. Nô. Nô là cứng à? Anh vào. Nó một tao, tao là cứng. Tao. Ý nó là lên nem, cái này là. À, dùng nem. Dùng nó làm. Chết cứ. Con nem là làm. Ô. Con. Đấy, đấy chị anh bảo. Đau lắm. Thôi xong em đi về. Ừ, xong em mình đi về. Anh em đi về. Chiều anh Táo còn đi làm. Anh Pé Hầu thì chiều đi lấy củi đi làm gì đây? Đấy. Xong mua chê à? Đi về nhá. Đi về luôn nhá. Ừ. Xong đi về đi. Bây giờ cũng muộn rồi. Cháo quà xong ăn cơm xong rồi. Ơi. Ồ, bye bye Pony à? Ờ, bye bye Pony à? Đấy. Bye bye. Muốn đơn cho tê mà. Cho tê là con nè nè. Ai giờ chín chó à? Chín chó à? Ờ. Bê mồm, bê mồm. Ý giờ thì họ ôn mà tôi. Cao nông mà tôi. Đàn đồ mà tôi. Ờ. Bắt tay định dắt chị đi đâu ấy? Dắt về nhà. Nào 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 đủ rồi. Ok ok. Ôi ôi. Nào làm cái này làm bóng lắm nha. Ô. Nó. Ôi, em về nhá, chị máy nhá. Ờ, mùi chè à. Ờ. Nhớ mẹ mẹ mà mông à. Hả? Nhớ mẹ mẹ mà mông mày. Nhớ mẹ mẹ á? Mẹ mẹ là cái gì? Mẹ mẹ là mẹ bé à? Ý là ở một tí nữa. À, ở một tí ở mẹ mẹ nữa à? À, ở mẹ mẹ chơi nữa. Ồ. Báo sao? Lại bảo anh báo. Để bảo anh Báo sao, anh Báo đang kéo chị máy là anh Báo. Anh Báo, anh Báo không cho kéo cái là tức à? Ờ, à, bực rồi. Ồ, anh Béo. Ồ, Báo à. Ồ, ấy, thấy chưa? Đang nói gì anh Báo? Chả biết nó à? Ờ. Ừ, thôi em về nhá, chị máy nhá. Ừ, cũng muộn rồi. Đây, cháu về nhá chú nhá. Ừ. Ừ. Đấy, vào bài bài chị máy là kéo chị máy về nhà luôn. Anh Pay Hầu. Đấy, anh Báo thì cán lại thì lại tự anh Báo rồi. Đấy, anh Pay Hầu rất muốn đưa chị máy về nhà chơi một lần. Thôi hôm nào chị máy sắp xếp thời gian nhá. Em với là chị máy đi sang bản Lũng Buông chơi một chuyến nhá. Ừ. Đấy, chị không biết đi xe, em đưa chị đi. Nhá. Ừ. Đấy, hôm nào nếu mà sợ quá thì cho chú đi cùng. Đấy, mía này. Đấy, trồng rất là lâu rồi. Đấy. Bò của chị máy thì cũng nuôi chung với lại nhà của chú ở phía bên trên này. Đấy, bởi vì là hai mẹ con thì cũng đang ở nhờ thôi. Không có chuồng trại. Nhà cũng không có nên... lúc chia tài sản với lại chồng chỉ được một con bò. Ý, chị máy à, đấy chúng cũng nói là muốn cho chị sang bên nhà anh Pé Hầu chơi một chuyến, nhưng chị máy bảo là không sang vì là cái công việc của chị máy thì bận quá, nhiều nương như là bò rồi là mọi thứ lấy cỏ đấy, thì anh Pé Hầu ấy, kéo chị máy về nhà ấy. Nhưng chị máy thì chỉ biết cười thôi. Đấy, còn về anh Báo thì lại cản anh Pé Hầu lại, anh Pé Hầu thì lại tức. Đấy. Hôm nào thì chúng sẽ cùng với lại chị máy đi sang bên bản Lũng Buông nhà anh Pé Hầu chơi một chuyến nhá. Đấy. Hợp lấy hay là như nào cũng không sao. Đấy. Chúng chỉ muốn là ghép cho anh Pé Hầu cho thành đôi. Đấy. Bởi vì là mẹ của anh Pé Hầu thì bây giờ cũng có tuổi rồi. Mà anh Pé Hầu thì bây giờ cũng chưa mạnh tình bắt vai. Chúng cũng chuẩn bị đi về rồi. Cả nhà mình xem video, hãy cho chúng xin một nút like, một lượt đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ kênh
để kênh của chúng ngày một phát triển hơn, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên bản, có những động lực nhiều hơn. Giờ thì chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúng chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo. Đấy, xin chào à. Xin chào. Bye bye. 235. À 235. Ừ, 235. Ừ. 235. Ừ.